Thưa quý vị, mỗi đơn vị chỉ 21 hội viên phụ nữ, thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nhau cả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và trên nước bạn Lào. Những năm qua, cán bộ hội viên phụ nữ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hữu nghị Nam Lào, công ty 206 quân khu 5 có nhiều hoạt động thiết thực hướng về công tác an sinh xã hội. Sống tại nhà trọ ở tổ dân phố Đa Mạng 7, phường Khuê Mỹ, quận Hoành Sương, gia đình anh Lê Khánh Hậu có 3 người con. Đứa con trai út không may bị bệnh, hơn 6 tuổi mà cháu chỉ bập bẹ vài từ. Biết được hoàn cảnh gia đình, hội phụ nữ cơ sở công ty 206 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên. Hôm nay là được hội phụ nữ công ty 206 đến thăm. Em cũng có chị Hằng là đại diện gia đình, chân thành cảm ơn. Đây là một cái việc làm rất là quý ý nghĩa đối với công ty cùng với khu dân cư để rồi hỗ trợ các cháu nghèo, cận nghèo vượt những khó khăn để các cháu cố gắng vươn lên học giỏi. Mỗi vào dịp ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu hay ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, cán bộ hội viên hội phụ nữ cơ sở công ty 206 lại hành quân đến trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ bất hạnh thành phố Đà Nẵng cơ sở 3. Từ năm 2014 đến nay, hội đã nhận hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên 10 nạn nhân chất độc da cam. Năm nào công ty cũng đã đến thăm, tổ chức giao lưu sinh hoạt, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và quà cho các cháu, không chỉ mang ý nghĩa về mặt vật chất mà nó còn cái tinh trong đó, lòng nhân ái, sự sẻ chia, sự đồng cảm với những mảnh đời yếu thế. Từ nguồn quỹ tự nguyện quyên góp của cán bộ hội viên, hội còn tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy công ty trích từ nguồn quỹ phúc lợi tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tích tiểu thành đại. Từ số tiền ít ỏi nhưng tràn chứa cả một tấm lòng rộng mở của những nữ quân nhân 206 đối với các cháu học sinh, trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa còn nhiều gian khó. Đơn vị hoạt động phân tán cả trong nước và ngoài nước, thì ban chấp hành hội đã có nhiều cuộc họp tìm hướng đi riêng phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị nhằm hiện thực hóa chủ trương của trên, chương trình hành động của phụ nữ quân đội, phụ nữ quân khu. Hội đã chú trọng đến việc là quan tâm đến các gia đình quân nhân để anh em yên tâm công tác. Không những làm tròn trọng trách người quân nhân cách mạng, người mẹ, hội viên phụ nữ, mối quan hệ giữa hội phụ nữ công ty với các cấp hội phụ nữ lực lượng vũ trang và địa phương trên đất bạn Lào, nơi đơn vị đóng quân cũng luôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Những buổi giao lưu với phụ nữ sư đoàn BB5 và hội phụ nữ lực lượng vũ trang 4 tỉnh Nam Lào như thế này vừa san sẻ những kinh nghiệm, vừa gửi gắm những phần quà nhỏ bé nhưng tràn chứa các nghĩa tình không biên giới, vun vén cho tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Trong suốt thời gian qua, chị em phụ nữ hội phụ nữ công ty hữu nghị 206 quân khu 5, quân đội nhân dân Việt Nam đã luôn quan tâm giúp đỡ chúng tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Những lúc giao lưu, chúng tôi được phụ nữ công ty 206 truyền đạt kinh nghiệm công tác hội, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Nhiều chị em của sư đoàn 5 chúng tôi đã áp dụng có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc nuôi dạy con trưởng thành. Những tình cảm mà người dân và lực lượng vũ trang bạn Lào dành tặng cho các chị em phụ nữ công ty 206 đã minh chứng cho hoạt động nghĩa tình này. Những việc làm mang giá trị nhân văn ấy, phần nào khẳng định phẩm chất, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, phát triển của phụ nữ Việt Nam được Hội Phụ Nữ Cơ Sở Công ty 206 gìn giữ, phát huy hiệu quả.